Dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đang được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo với nhiều sửa đổi quan trọng sẽ có tác động lớn tới các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất kinh doanh và cả người tiêu dùng. Vâng, mặt hàng bia rượu được Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt ít nhất là 10% theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng với mặt hàng này trong bối cảnh hiện nay cần phải cân nhắc kỹ tác động của việc tăng thuế suất, thậm chí là chưa nên tăng trước năm 2026. Theo các chuyên gia, tại buổi góp ý xây dựng dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, hiện các phương pháp tính thuế, thuế suất đối với các sản phẩm đồ uống có cồn chịu thuế theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán ra, phương pháp tính thuế tương đối. Tuy nhiên, trong đề xuất sửa đổi bổ sung luật lần này, Bộ Tài chính dự kiến đưa thêm cách tính thuế theo phương án hỗn hợp, tức là thuế suất áp dụng trên sản lượng và áp chung một thuế suất cho mọi loại đồ uống có cồn. Ưu điểm của cách tính thuế này là dễ quản lý và tính toán, nhưng nó sẽ làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước so với sản phẩm nhập khẩu hay sản phẩm thương hiệu ngoại có giá cao. Chúng ta nên tiếp tục duy trì cái chính sách thuế, cái phương pháp tính thuế tương đối, bởi vì cái phương pháp tính thuế tương đối đấy nó đang có cái hiệu quả trong cái việc điều tiết được cái thuế liên quan đến cái thay đổi giá cả. Nhiều ý kiến đề xuất chưa nên tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia và cần có lộ trình. Việc thiết kế chính sách thuế cần những giải pháp hài hòa để giúp tăng thu ngân sách, đồng thời vẫn hỗ trợ được doanh nghiệp trong nước phục hồi, phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu trong tương lai. Thế nếu như mà chúng ta một cái tiếp tục mà tăng thêm cái 10% thuế tiêu thụ đặc biệt nữa, khó tiếp cận được với cái bia của cái thị trường chính thức như vậy. Cái gì người ta buộc người ta lại phải vào cái thị trường phi chính thức, tức là rượu tự nấu hay là bia cỏ. Thì cái ở những cái lĩnh vực đấy là rất nhiều rủi ro. Phần lớn cái phân khúc phổ thông ấy, là chủ yếu là các cái thương hiệu Việt. Thế và như vậy chúng ta cần một thời gian để họ vượt khó, cần một thời gian để họ có cái cơ hội điều chỉnh, tái cấu trúc lại để bắt nhịp. Cho nên về tương lai dài, ví dụ 2030, có thể bắt đầu sử dụng thuế hỗn hợp. Thế nhưng mà trước mắt thì theo tôi là chưa nên, vẫn nên là dùng cái thuế tương đối. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung vào năm 2014, 2016 và năm 2022 để phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý thuế trong từng giai đoạn. Không chỉ có rượu bia, nhiều lĩnh vực khác, các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng cơ quan tham mưu soạn thảo nên đánh giá sự cần thiết một cách kỹ lưỡng vì luật sẽ có tác động lớn đến các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ mặt hàng, dịch vụ thuộc đối tượng điều chỉnh của luật và cả người tiêu dùng.